mấy cắp mắt cho ngoại đó. Cắp mắt cho ngoại. Yeah. Xong môi cho ngoại rồi, xong môi cho ngoại rồi. Hung ngoại cái làm xong rồi hung ngoại cái dậy lên. Làm xong rồi hung ngoại cái dậy lên. Không biết. Hey, đi về với ngoại nha. Oh, put some makeup on, why? Huh? Where's the coin? Oh, there, it's right here, JD. It's right here. Yeah. Rồi, makeup cho ngoại đi đây nè. Yeah, makeup cho ngoại. Ngồi xuống makeup cho ngoại nè. Nè nè, tại sao? Tại sao gì nữa? Đi ra, đi ra. Đi ra đâu? Xin vô đâu? Nè. Rồi, sao nữa? Yeah, she pinched her finger. Rồi, make up cho ngoại đi. Make up cho ngoại đi. Cái gì vậy cháy? Con làm gì rối dữ vậy cháy? Rối còn rối còn hơn tờ giấy nữa, lại lên. Make up cho ngoại nè. Không, xin mời. Xong rồi hả? Make up ngoại xong rồi hả? Xong rồi ngoại. Xong rồi ngoại. Giờ tới bà ngoại nào, giờ tới bà ngoại à. Dạ dạ. Rồi làm đi. Hỏi ngoại có tiền trả không? Có luôn, phải có tiền nè. Xin ông ngoại cho nè. Tiền nè. Nè ngoại có tiền nè chay. Xin ông. Tiền nè. Ờ, cho con hả, cho con tiền hả? Tiền nè. Thôi bà ngoại chạy xe máy đi nha. Đi lẹ lên mấy cấp đi. Người ta đang chờ, người ta make up là đi ăn tiệc mà cứ ngồi đó miết vậy. Em make up mà. Yeah, you gotta make up, D. My mom said hello. Oh, xin chào mẹ. Ơi, chào con. Mẹ, chơi, đi xe nè, ngoại chở xe cho đi nè, chơi. Đó không, đi xe này không? Are you gonna make up, mẹ? Make up bà ngoại kìa. Cái make up ra cho. Yeah. Oh, make up so good. Make up bà ngoại đi. JD here. Coin. Ừ. Nó coi tivi với ba nó ngoài đó, bằng chút là nó chạy vô con, chút lại chạy vô con. Chạy vô đây nằm đây. Làm gì cây vẽ bùa với ngải vậy chơi? Tiền nó làm cho mình yên tâm thôi chứ đồng tiền có gì đâu vui. Dạ dạ. Dạ dạ. Make up ngoại đi. Make up đi. Wow, your hair is almost tangle free. I hardly have any tangles. Em mái tóc còn đó hả? Có xúc xí à? Xúc xí là cái sáng à mà bữa nay nó dài xuống tới cái vai rồi. Chở đi cắt quá. Chơi. Chơi ơi, mày chảy cho đi cắt tóc nha chơi. Chơi ơi, mày chảy cho đi cắt tóc nha. Có tiệm nào, có tiệm nào mở cửa đâu cắt tóc. Where's the coin? Nữa sao cứ làm mất hoài, cứ đi kiếm hoài mệt ghê á. Có cái đồ make up chưa? Để đi kiếm tiền, kiếm bạc mà cứ để làm mất cấp mất hoài. Where's the coin? I found it. Did it drop? Chơi con mét với bà ngoại hồi nãy mẹ đóng cửa con sao? Con con khóc vậy hả? Ừ. Khóa cửa. Khóa cửa lại vậy hả? Con khóc làm sao? Khóa cửa. Còn con có sợ không? Sợ, sợ. Còn con khóc thì sao? Con trốn. Con trốn vậy luôn á hả? Còn khóc thì sao? Làm gì? Lì đầu tóc nó nhìn thấy mệt vậy sợ. Is the coin over there? No. Is it under M's? No. How do you know? I didn't see you look. I want coin. Coin. Mommy doesn't have the coin. 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 There it is. Coin. It's underneath. See?
Lift up your arms. I don't know. you just moved them over a little bit. There's a behind mommy's foot. Cảm ơn mẹ. Come on, May. Oh, thank you. It's a coin. What kind of coin is it? Silver. Silver coin. It's a silver ounce coin. Uh-oh. Where's JD? Jay, mà nãy Peekaboo. Hồi nãy mẹ nhốt Jay làm sao? Hồi nãy mẹ đi vô phòng, mẹ đóng cửa lại không cho Jay vô hả? Jay nói mẹ ơi, mở cửa mẹ ơi. Mở cửa. Mẹ không nhốt, chứ còn mẹ nói không biết nghe lời, mẹ nhốt nữa. Mẹ còn biết cô gì. Hồi nãy nó đâu có lì đâu, tại chọc nó mà. Hồi nãy con không có lì vậy? Mẹ chọc con hả? Cái đồ tóc mà. Thôi, cái đồ tóc. Đồ buồn tóc rối đúng không? Yes you are. You're a little telltale. Yes, yes you are. Yes, yes you are. Ba làm gì? Yes, yes you are. What did he do? What did I do? Did you already forget? Doctor. What did he do? Eat that. What? Yeah. I don't know what you don't know what that is. You have to explain. Okay. Whatever you say, honey. Rồi, chị thưa mẹ chị đi học đi. Thưa mẹ đi học. Cái gì á? Cái cặp á con. Cái cặp nè. Cặp đi. Khoanh tay lại thưa mẹ đi học. Thưa mẹ đi học. Hôn mẹ miếng. Hôn mẹ miếng. Hồi nãy hôn mẹ quá trời luôn rồi, giờ mẹ ba cầm quay lên cái là xạo xạo liền. Xạo xạo. Lẹ lên, hôn mẹ cái đi học nè. Hôn mẹ đi học lại lên. Đi học. Ừ, nói cô chú đi học. Bye bye. Không mẹ miếng phải bye bye chứ. Ôi trời ơi. Sao dục em xuống đây hết rồi? Cho em đi học luôn hả? Đó, đây là những buổi tối của Jay đó cô chú. Cho cô chú thấy được những buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì tối ngủ ngon lắm. Wow. Where's your baba? Muốn sao? Hoàng muốn đeo vô không? Quay lưng lại. Quay lưng lại. Rồi, xỏ cho tay này vô. Xỏ vô. Rồi, xỏ tay này vô. Rồi, hôn mẹ đi. Khoanh tay lại. Thưa mẹ. Quá ba bà ngu. Hả? Quá ba bà chơi ơi. Ủa, con bỏ cái bà vô trong đó luôn rồi hả? Wow, để mẹ coi coi. Có ba bà luôn hả? Ba bà bỏ túi nè. Bỏ túi ba bà nè. Đó, nhét túi ba bà. Đó, có được không? Đi học mà cũng không quên ba bà đó. Cô chú nào mà yêu thương Jay là đều biết ba bà là gì luôn chứ phải. Đây nè, hai bỏ vô túi đằng sau này đi. Bỏ túi sau lưng đi. Cái túi đó chật quá bỏ không vừa. Quay sau lưng mẹ bỏ vô. Quay sau lưng. Đó. Rồi, bỏ vô rồi. Rồi, khoanh tay lại thưa mẹ đi học. Hãy sau lưng á. Có rồi. Rồi, khoanh tay lại thưa mẹ đi học. Thưa mẹ đi học. Hôn mẹ miếng. Rồi, con cười nè, mẹ con nghe mẹ nhắc nè. Mẹ chúc con đi học vui vẻ nha. Bye bye. Ừ. Đi học đi. Rồi, chuẩn bị về. Đi học xong chuẩn bị về đó. Đó, ừ. Đó, chuẩn bị về đó. Mặt nó muốn giọng thiệt chứ. Rồi, Jay đi học về rồi. Thưa mẹ, con mới đi học về. Đúng rồi. Hôm nay con đi học có vui không? Dạ. Cô dạy con cái gì? Dạ. Cô có dạy con bài thể dục buổi sáng không? 1, 2, 3, 4, ít thở không? Dạ. Ừ.
Sao em Út gì bỏ cái lăn lóc ngoài đường vậy? Hả? Chị ăn sáng bằng món đặc nha cô chú nha. Món này là không ai ăn sáng luôn mà chị có chay nữa đó. Cô chú biết chị đang ăn món gì không? Cái đèn sáng sáng cho cô chú thấy chay rồi. Cô chú ơi, cô chú có biết chay đang ăn món gì không? Chay đang ăn sầu riêng. Wow, thấy mẹ bỏ sầu riêng ra cái nói mẹ con muốn ăn nguyên. Muốn ăn nguyên thì cho ăn nguyên. Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa biết nói tiếng yêu đâu. Trả lại cho anh ngày xưa, ngày chưa nghĩ tới nỗi yêu sầu. Chay, cho cô chú ăn không con? Dạ. Có cho cô chú ăn không? Không. Dạ đồ này kia mới nghe câu đầu dạ rồi tưởng cho nó nghe không. Ngon con. Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa nghĩ tới nỗi yêu sầu. Tự nhiên nhớ bài đó vậy ta. Đây này mình sáng cho. Đó, ngon quá. Sáng sớm bằng sầu riêng coi. Coi đọc, đọc đó không? Coi gì á? Coi coi, coi Halloween hả? Trả lại cho em ngày xưa. Đó, cô chú sầu riêng nè cô chú ơi. Đó, sáng sớm bằng sầu riêng. Mạng mà ngoại sao yếu quá gọi không được chơi ha. Chơi cái gì? Dạ ăn này phải không? Đó cái này ngon nè. Wow. Con cảm ơn mẹ chưa? Con có thương mẹ không? Mẹ là cái gì của con? Mẹ là cái gì của Chay? Cô ba. Mẹ là cuộc đời của Chay. Trời cái Chay. Ba là cái gì của Chay? Ba cái cô ba. Ba là cuộc đời của Chay. Trời cái Chay. Đúng rồi. Đó, con cảm ơn mẹ. Cái bánh này là Chay đang ăn gọi là Pure Butter Shortbread của Walkers. Thì cái này là bánh của bà Hai đem qua cho hồi đó. Ngon không con? Hả? Ngon hả? À? Vậy mà từ bữa giờ cứ để miếng. Ô, cái bánh này của Scotland. Của cái gì đó, đất nước Scotland đó. Scotland là ở đâu ta? Ở mấy cái phải Scotland là cái đất nước mà mấy người đàn ông mặc váy không? Đó, vậy là Chay ăn nè, còn mấy cái nè, bà cố bà đem qua mà mẹ chưa bao giờ ăn luôn. Ngọc là không bao giờ Ngọc ăn đồ giặt hết á. Nên là mấy cái bánh này Ngọc không bao giờ ăn luôn, nó còn như đây luôn nè. Để từ từ để cho Chay ăn. Không, ăn hết cái đó đi mày cho khác. Bánh ngon vậy Chay? Mẹ là không đời nào mày đụng tới, cho cắn thử miếng ơi. Cắn miếng ơi, không cho hả? Cắn thử. Hả? Ăn hết cái đó đi mày cho. Ăn hết đó xong mày cho bánh này. Bánh này là bánh lưu. Mẹ ăn bánh nè, ăn bánh lưu. Không biết rồi, ăn đi con ăn cái đó đi. Cái vị đó làm sao Chay? Tại vì mẹ không muốn ăn nên mẹ không muốn lấy nguyên cái ra mẹ ăn, con hiểu không? Nên con mẹ chỉ muốn thử cho coi nó cái bánh này là bánh gì thôi. Đó, đúng như mẹ dự đoán là mẹ không có thích đâu. Mẹ xin lỗi nha, mẹ lỡ cắn của Chay rồi mẹ xin lỗi. Ngọc mà mấy cái bánh mà cái dạng mà bánh cúc kỳ hay là bánh cái dạng như vậy nè, là ăn vô xong cái miệng chút cái miệng của Ngọc đó, nó bị sao ta, gọi là nó khát nước rồi nó bị dính giống như mấy cái bột ở trên cái lưỡi hay là sao, rồi Ngọc không bao giờ thích ăn những cái bánh. Nếu mà gọi là ăn mà Ngọc là toàn là thứ nhất là ăn chín, thứ hai là ăn trái cây đồ này kia nọ, chứ còn khi Ngọc ăn mấy cái bánh này là Ngọc không ăn luôn á. Nhà chồng Ngọc bánh mua, anh ăn biết bao nhiêu cho nói, Chay ăn biết bao nhiêu sô-cô-la, tất cả mọi thứ mà Ngọc không ăn là Ngọc không ăn. Ăn cơm xong, ăn cái bữa ăn chín rồi, xong uống nước lạnh, bình thường. Bà có khoái ăn đồ giặt lắm nè.
cô chú thấy chay này mặc áo bông đẹp không? Áo bông mà chân này trên ngực có đính bông luôn nè chay, nguyên cái bông này chay. À, nguyên cái bông nè. Mô phẹt đâu rồi? Mô phẹt đâu? Này mặc áo bông quá, quá trời bông luôn. Kê chay chay, coi 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 nè, trên này áo có dính cái bông nè, thấy không? Wow, đẹp quá. À, đẹp không? Wow, beautiful. Chỉ có công chúa mới được mặc cái áo như vậy thôi đó. Chay là công chúa của mẹ đó, phải không? Phải không con? Có chay có phải là công chúa của mẹ không? Phải không? Nó ăn bánh này, thôi trời. Bánh vậy mà ăn được hay thì không hiểu nổi ha. Bởi vì cái miệng của mỗi người mỗi khác. Nước nè con. Chơi từ 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 từ. Uống nước nhiều vô nha con. Đó, ba đang đi mua nước cam gì uống, nó phải uống nước, nước cam vô nhiều nha chưa. Sao? Ừ. Bắt cái này. Ừ. Thôi 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 đừng. À không không đừng có gắn vô, à, mẹ không cần con gắn đâu. Mẹ cảm ơn nha. Giờ con hát bên dùng Juno đó Muffin Man coi. Hả? Ngồi xuống rồi sao tao quay con được? Con cứ hát này mẹ, mẹ đứng không sao đâu, mẹ không có mỏi chân đâu con đừng lo. À, bây giờ con hát xong bài đó đi mẹ mã sita lại lên. I wish I could pretend I didn't need you. Every touch is true, la la. Hả? Mở sita con hả? Ok, mở xì tà con nha. Rồi, con làm rớt gì đất rồi. Con xuống hả? Đi xuống đây làm gì, nhảy nhảy hả? Nhảy xì tà hả? Oh wow, you got a pretty shirt. It's got a flower on it. Mm-hmm. It looks like a really old lady shirt. A really old lady shirt. Bà vô duyên quá, sao bà vô duyên quá. Gì ở trời, úi dồi ôi nữa. Ba bà em. Em sao ba bà đâu?